150.000 một túi nước giặt, giảm thêm 10% khi mua nước giặt kèm với máy giặt. Chương trình khuyến mại ưu đãi đặc biệt duy nhất tại siêu thị điện máy Ecomart Đông Anh với địa chỉ là km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh. Siêu thị điện máy Ecomart đang chạy chương trình khuyến mại siêu hot. Anh chị sẽ mua một túi nước giặt Omo 2,8 lít như thế này chỉ có giá là 150.000 thôi ạ, bao giá rẻ nhất thị trường. Đặc biệt hơn là khi anh chị mua kèm với máy giặt thì Omo Mantic này 150.000 sẽ được giảm thêm 10%. Chương trình ưu đãi khuyến mại hot duy nhất tại siêu thị điện máy Ecomart Đông Anh. Ngoài ra tại siêu thị điện máy Ecomart Đông Anh cũng đang chạy rất là nhiều các chương trình khuyến mại hấp dẫn khác. Bên cạnh dòng máy giặt đang giảm giá, Ecomart cũng đang chạy khuyến mại dành cho máy lạnh. Máy lạnh trao tay nhận ngay tiền tỷ của Ecomart kết hợp với Daikin. Anh chị đang có nhu cầu về mua sắm sản phẩm điện máy hoặc đang có nhu cầu về mua máy giặt hoặc những sản phẩm khác thì anh chị hãy tận dụng ngay cơ hội bên em đang chạy khuyến mại ưu đãi hot như thế này. 150.000 một túi nước giặt thôi ạ. Chưa ở đâu bán rẻ như ở Ecomart luôn ạ. Đặc biệt hơn là anh chị đang có nhu cầu về mua máy giặt, anh chị cứ sắm luôn đi. Vì anh chị khi mua máy giặt sẽ được ưu đãi thêm 10% khi mua nước giặt. Chương trình khuyến mại đảm bảo là rất là hot đấy ạ. Ngoài ra cũng có rất là nhiều các chương trình khuyến mại khác thì anh chị có thể gọi điện tới số tổng đài Ecomart là 0243 965 6067 hoặc 0974 178586. Có thể đặt trực tiếp trong website ecomart.vn. Ngoài ra còn rất là nhiều các chương trình khuyến mại khác. Anh chị hãy cùng em đón chờ video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.